Kênh Nhân Tân Phú xin chào anh chị các bạn. Đây là món chả bì ớt xanh mà mình vừa làm xong nè. Món ăn này được làm từ giò sống và da heo nè, thêm ớt xanh và tiêu và một số gia vị nữa. Món ăn này nó cũng gần giống như chả lụa vậy các bạn, nhưng mà nhờ có sự dai giòn của da heo nè và cay cay của ớt nữa, nó rất là lạ miệng cũng rất là ngon luôn. Và mình cũng có chia sẻ phần sau video á, nếu các bạn nào quan tâm mà xin mời cùng mình vào bếp cùng thực hiện món này nha. Nếu thấy thích nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì để làm món này mình đã chuẩn bị đây là nửa ký giò sống, hay còn gọi là mọc đó các bạn. Để chọn giò sống ngon á, thì nó sẽ có màu hồng nhạt, và khi các bạn ấn tay vào nó sẽ không có dính tay, thì là giò sống ngon. Và đây là nửa ký da heo, da heo mình cũng đã làm sạch rồi. Và một ít hành tím và tỏi. Ớt xanh thì mình dùng đây khoảng 15 trái, thì tùy các bạn có thể gia giảm ở phần này nha. Tiêu thì mình dùng khoảng nửa muỗng canh và mình đã rang rồi luôn. Và trước hết á, là mình sẽ đi luộc cái phần da heo này. Và còn cái giò sống á, mình chưa dùng tới thì các bạn nhớ cho vào trong tủ mát nha. Luộc da heo thì mình cho vào từ lúc còn nước lạnh luôn. Và mình sẽ luộc khoảng vừa chín tới thôi, khoảng chừng 20 phút. Mình sẽ đập dập chừng 3-4 củ hành tím á, mình cho đây luôn để nó khử mùi, và một muỗng cà phê muối nha. Mình luộc chỉ cần vừa chín tới thôi, tại vì một lát á, mình khi mình trộn giò sống mình còn hấp rất là lâu nữa. Khoảng 20 phút là được rồi các bạn. Khi mình luộc da heo đã chín rồi, mình sẽ vớt ra cho vào cái thau nước, mình có cho tí đá để da heo nó mau nguội và nó sẽ giòn hơn, và nó cũng không có bị đen nữa. Cho vào đây, khi nào da heo nó nguội rồi thì mình vớt ra, mình để ráo và mình sẽ đem đi cắt nó. Phần da heo đã nguội và mình đã vớt để ráo nè, và mình cắt cắt sợi cái phần này, cái độ dày khoảng 1 cm nha các bạn. Các bạn cũng đừng cắt mỏng quá. Mình thấy khoảng 1 cm là vừa rồi. Mình sẽ cắt cho hết cái phần da heo này nha. Mình chuẩn bị một cái thau hơi rộng một tí để cho mình dễ trộn. Mình cho cái phần giò sống vào đây luôn. Và cho hết cái phần da heo mình vừa cắt nè. Kế đó là tiêu và ớt. Tiêu các bạn nhớ rang nha. Rang vậy nó mới thơm. Và mình sẽ nêm vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm. Và 2 muỗng cà phê đường. Một muỗng canh nước mắm. Mình cho thêm một muỗng canh hành tím và tỏi băm nhuyễn luôn. Và mình sẽ trộn lên và nhồi cái phần này thật kỹ nha các bạn.
Cái phần này mình nhồi kỹ một xíu để cho cái phần thành phẩm chả nó sẽ được dai hơn. Nhồi đều rồi á, các bạn gom cái phần hỗn hợp này lại và mình vét nó, mình đập vào thau á, mình đập khoảng chừng 5-7 cái gì đó, nó sẽ tạo độ dai rất là ngon á. Đập thì các bạn cũng cẩn thận nha, mình vịn cái thau cho kỹ á, cho nó úp cái thau xuống là coi như xong xong phim luôn á. Đập khoảng chừng 5-7 cái là được các bạn. Khi mà xong rồi mình sẽ cho cái phần này vào trong tủ ngăn đông khoảng từ 5 đến 10 phút. Nó sẽ cái phần này nó sẽ dai hơn. Cái khuôn này mình cũng đã lót giấy bạc sẵn rồi. Cái khuôn là mình xài chung cái khuôn mà mình làm giò thủ á, ở cái video trước mình có giới thiệu với các bạn rồi đó. Và mình sẽ cho hết cái phần hỗn hợp mà mình lấy trong ngăn đông ra mình cho vào đây luôn. Nếu mà các bạn nào khéo tay á, mình dùng lá chuối mình bó á, nó sẽ ngon hơn á, tại vì cái lá chuối mà bó cái chả nó sẽ có cái mùi rất là đặc trưng, do là mình cũng không mua được lá chuối luôn. Nếu các bạn mà dùng khuôn này mà mình dùng lá chuối lót thế giấy bạc cũng được luôn á, nhưng mà mình mua không được lá chuối nên mình dùng đỡ giấy bạc. Mình cho vào khoảng được một nửa khuôn rồi á, các bạn dùng cái giá hay cái gì á, mình ấn trước á, cho nó kỹ, cho nó chặt mà trước một phần rồi mình mới cho hết cái phần còn lại vào nha. Cho phần lại vào xong mình vét kỹ, ấn ra cái mặt ra một lần nữa thì đậy giấy bạc lại và dặn chốt. Mình sẽ dặn chốt hơi chặt lại. Xong mà mình sẽ đem đi hấp cái phần này khoảng từ 45 đến 50 phút nha các bạn. Và mình hấp với lửa trung bình thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó vào nồi hấp. Cái nồi hấp nước của mình đã nấu sẵn, nó cũng đã sôi rồi nè. Mình sẽ cho vào đây. Mình hấp với lửa nhỏ nha. Khoảng từ 45 đến 50 phút. Nếu mà các bạn nào mà bó bằng lá chuối á, thì mình chừng 40 phút là được rồi. Do cái này nó sẽ hơi lâu hơn tí. Đây là cái phần mình đã hấp được gần 50 phút rồi nè. Giờ mình sẽ lấy ra và để nguội nha các bạn. Để cho nguội rồi mình mới lấy ra khỏi khuôn nha. Cái phần chả này của mình cũng đã nguội rồi. Giờ mình sẽ lấy ra mình cắt cho các bạn xem thử. Ồ, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mùi cũng rất là thơm luôn á. Mình cắt thử. Chả rất là dai luôn á các bạn. Mà màu lại đẹp nữa. Do là mình cũng nên lựa cái giò sống á. Cái giò sống luôn luôn là giò sống ngon là sẽ có màu hồng nhạt. Và khi mình hấp ra rồi nó cũng là cái màu nó cũng hồng hồng rất là đẹp. Khi các bạn thấy mà giò sống mà cái màu mà nó trắng bệch là đừng có mua cái giò sống đó nha. Những cái loại giò sống như thế á, một á, là thịt đã cũ, còn hai nữa là cái phần nguyên liệu á, nó sẽ có bột và mỡ nhiều. Món ăn này sẽ ăn kèm chung với muối tiêu nè. Nếu có thời gian thì các bạn hãy làm theo cách của mình nha. Trong những ngày Tết sắp tới nha, các bạn hãy làm cái chiêu đãi gia đình và bạn bè. Vậy là mình đã chia sẻ xong với anh chị và các bạn cái món chả bì ớt xanh, hay còn gọi là chả lụa da heo á, ớt xanh đó các bạn. Nếu thấy thích nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.